Dạ con cảm ơn ạ. Lâu lâu con sẽ lên lại phụ mẹ con. Để Tết năm nay con cầu mong mẹ con mấy tiền lì xì. Tết nguy hiểm lắm cả nhà, Tết nguy hiểm. Tết là nguy hiểm. Ý, hai hộp nữa nè. Ông bà xưa ông á mà cắn được hai hộp vậy là vua. Bây giờ hết vua. Rồi, hết ra hết chưa? Hết vua, vua, vua rồi đó. Sao hết vua? Thì đó là vua thì có, giờ có vua đâu. Giờ có công an bộ xã. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.